Thưa quý vị, nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy và quyết định số 1006 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ra mắt mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em, với mục đích nâng cao năng lực trong công tác đưa phối dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em bao gồm 48 thành viên là cán bộ thuộc Đoàn Luật sư thành phố, Trường Đại học Sư phạm, Bệnh viện Đà Nẵng, Công an thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em thành phố. Mạng lưới sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe tâm lý, giám sát và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ của quận Cẩm Lệ đã tiếp cận và tham gia rất là tốt các cái vụ việc, đặc biệt là hòa giải rất là thành công các vụ việc tại cơ sở. Bên cạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ hội nói chung thì chúng tôi cũng xây dựng khá nhiều các mô hình để thực hiện cái chỉ thị này. Cán bộ hội viên phụ nữ cơ sở và thành viên mạng lưới có cơ hội tập trung trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện tư vấn tâm lý và điều phối, kết nối nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện hơn cho phụ nữ và trẻ em. Việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan giúp giảm thiểu số lần nạn nhân kể lại câu chuyện của mình, giảm thiểu nguy cơ họ bị tổn thương. Trong đó lưu ý phải bảo vệ nạn nhân hiệu quả và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm để tạo ra môi trường cộng đồng không tha thứ, không dung túng bạo lực phụ nữ và trẻ em gái. Bản thân chúng tôi thì tham gia cái mạng lưới này cũng mong muốn góp một phần nhỏ đem đến sự bình yên cho những phụ nữ và trẻ em, và phụ nữ và trẻ em thì bình yên thì góp phần làm cho thành phố mình càng trở nên hạnh phúc hơn. Thông qua những buổi tập huấn như thế này, không chỉ tạo cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện giữa các cấp hội, mà còn lồng ghép hiệu quả thiết thực công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.